Rất nhiều anh chị và các bạn thì đặt ra một cái câu hỏi thực sự là chúng tôi đã trả lời rất nhiều lần trước đó. Tức là trong giai đoạn hiện tại thì chúng ta nên làm gì? Ngoài cái câu chuyện là chúng ta nên đầu tư vào đâu, hoặc là nên chọn ngành nào, hoặc là kinh tế trong năm 2019, năm 2020 thì như thế nào? Một cái điểm mà chúng tôi đã từng trao đổi và chia sẻ với các anh chị em và các bạn rất là nhiều lần, đó là năm 2018 là năm bản lề cho cái giai đoạn chính trị 15 năm, giai đoạn 2016-2020. Chúng ta đã trải qua là kết thúc là 3 năm đầu của giai đoạn và chúng ta tiếp tục bước vào 2 năm còn lại của cái giai đoạn 2016-2020. Một cái điểm mà chúng ta cũng phải rất là quan tâm đó là năm 2019, năm 2020 thì nếu thực sự mà chúng ta cảm thấy là đây là cơ hội để chúng ta có thể là mua hoặc là bán hoặc là tích lũy một cái lượng cổ phiếu nào đó lớn để phục vụ cho cái chu kỳ mới của nền kinh tế trong giai đoạn 2021 năm 2025 26, thì việc chúng ta cần phải làm ngay và luôn đó chính là chúng ta sẽ thống kê lại các cái danh sách các cái cổ phiếu, 50 cái cổ phiếu mà tốt nhất thị trường Việt Nam, và chúng ta thống kê lại các cái chỉ số, các cái dữ liệu mà như trước đây chúng tôi đã từng làm. Hiện tại thì chúng tôi vẫn còn một cái file lưu của 50 cổ phiếu đấy, và anh chị em mà các bạn muốn là gọi là trên cái nền đó để cập nhật thêm các cái dữ liệu về kết quả hoạt động kinh doanh, các cái chỉ số như PE, EPS và các chỉ số khác, thì anh chị em và các bạn hoàn toàn có thể là để lại cái mail thì chúng tôi sẽ gửi lại cái file này, hoặc là có thể là nếu anh chị muốn thì chúng tôi sẽ cập nhật sẵn và sau đó thì sẽ để lại đường link, nhưng mà có thể là sẽ phải khoảng tầm kết thúc tháng 1 năm 2018 19 thì chúng tôi mới có thể đến đường link được, bởi vì chúng tôi đang cho người cập nhật. Còn nếu anh chị muốn tự động cập nhật thì anh chị em và các bạn có thể để lại email ở dưới video này thì chúng tôi cập nhật cho quý gọi là gửi lại mail cho anh chị em và các bạn cái file là 50 cổ phiếu. Anh chị và các bạn có thể dựa trên cái nền tảng cái file cũ của ngày ngày trước chúng ta đã làm, thì chúng ta có thể là sẽ bớt đi một số cổ phiếu nào thực sự không tốt và bỏ thêm những cổ phiếu khác vào nếu theo ý anh chị em và các bạn. Tuy vậy thì cái việc chúng ta cần phải làm trong cái giai đoạn 2019-2020 đó là chúng ta sử dụng cái việc là thống kê lại dữ liệu để quan sát và tìm ra được những cái cổ phiếu thực sự là trên cái góc độ rẻ. Thì tiện thế có cái câu hỏi này thì chúng tôi mới đặt ra một cái câu hỏi khác cho một số anh chị em và các bạn có gọi điện hỏi là chúng ta đây là cái năm 2019, năm 2020 thực sự là cơ hội để chúng ta tích lũy và mua được những cái cổ phiếu mà có giá là giống như là cái câu nói huyền thoại của Warren Buffett là mua một cái doanh nghiệp tốt có giá là 1 đô la nhưng mà mua với giá 0,5 sen, thì chúng ta thực sự có làm được điều đó hay không? Thì tôi lấy ví dụ một cái điển hình như thế này. Tôi hay hỏi lại với lại một số anh chị em và các bạn gọi điện hỏi là alo, tự doanh à? Anh đang muốn mua một cổ phiếu A. Liệu đã mua được mua vào được hay chưa? Thì tôi không trả lời là mua vào được hay chưa, mà tôi hay hỏi lại là hiện tại thì giá cổ phiếu đó là bao nhiêu? Nó đã tăng hay giảm so với trước đó bao nhiêu phần trăm rồi? Và so với lại cái hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp đó thì nó chênh lệch như thế nào? Và nếu như thực sự mà anh chị và các bạn mua thì phải trả lời được câu hỏi là mua là vì cái kỳ vọng gì? Và tại sao lại có cái kỳ vọng đó? Thì chỉ một hồi trả lời những cái câu hỏi của tôi đặt ra thì cái người gọi điện là ngay lập tức trả lời được cái chuyện là mình nên như thế nào. Thì những cái câu hỏi nó mang tính gọi là rất là khái quát và rất đơn giản. Thì vậy là không có mấy các nhà đầu tư hay là những anh chị em và các bạn gọi là sẵn lòng trả lời mà và trả lời một cách gọi là dứt khoát và hiểu được cái câu chuyện và cái đáp án cần phải trả lời. Lấy ví dụ như ví dụ hỏi là đã giảm bao nhiêu phần trăm hay là đã tăng bao nhiêu phần trăm so với một quý trước đó, thì phần lớn không để ý là giá cổ phiếu, chỉ biết là giá đang là 20.000 hay 30.000, ví dụ thế. Không biết trả lời là nó như thế nào cụ thể, tức là chưa có cái thời gian để xem xét về cái chu trình dịch chuyển giá của cổ phiếu.
Điểm thứ hai tôi hỏi tiếp đó là hiện tại thì các hoạt động kinh doanh như thế nào, doanh thu, lợi nhuận, vốn chủ sở hữu, ngành nghề kinh doanh là gì, thì cũng không phải ai cũng trả lời được, và đặc biệt là những nhà đầu tư mới rất là mơ hồ. Và để trả lời chuyên sâu hơn thì chúng tôi mới đặt ra câu hỏi là kỳ vọng gì khi mua, thì bảo là kỳ vọng tăng giá. Vậy tại sao lại muốn nó tăng giá và nó tăng đến đâu, lý do tại sao thì không trả lời được. Hỏi thêm một ý nữa là tại sao lại kỳ vọng vào cái ngành nghề đó thì cũng không trả lời được. Tất cả những cái câu hỏi đó nó mặc dù là rất đơn giản thôi, nhưng mà chúng ta phải trả lời được. Mà muốn trả lời được thì chúng ta phải có cơ sở dữ liệu, có biểu đồ phân tích và có những cái gọi là đánh giá một cách gọi là tổng quan. Không chỉ là chúng ta chỉ dự báo xu hướng thị trường, mà để mua được một cổ phiếu mà giống như là nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett hay nói rằng là đầu tư giá trị, là để mua được một cổ phiếu tốt có giá 1.000 nhưng mà mua với 0,5 sen, thì để biết được tại sao nó lại có giá 1.000, tại sao chúng ta lại biết được là giá trị của nó là 1.000, thì chúng ta cũng phải bỏ ra rất nhiều công sức, thậm chí là cái sự kiên nhẫn. Sau đó thì chúng ta mua được với cái giá 0,5 sen, thì thực sự là để mua một thứ có giá 1.000 mà chỉ mua với 0,5 sen, đúng không, 50 sen đúng không ạ, một đô mà có mua bằng một nửa đô, 1/2 đô, thì chúng ta cũng phải kiên nhẫn thực sự là vô hạn. Bên cạnh đó nữa thì cái quy trình mua và giải ngân theo cái tỷ lệ margin như thế nào. Trong cái câu chuyện này thì cũng là nói thêm để anh chị và các bạn nắm, nó là ví dụ như trong trường hợp mà ông tỷ phú người Mỹ này vừa rồi đây, thì ông giải ngân vào cổ phiếu Apple, thì ông kỳ vọng vào tương lai của Apple là sẽ một trong những cái doanh nghiệp thiết bị điện thoại hàng đầu thế giới, thì cũng là một câu chuyện khá là hay, chúng ta cần phải theo dõi thêm. Thì chúng tôi cũng sẽ để lại cho anh chị và các bạn cái đường link ở phía dưới để tham khảo cái danh mục của cái công ty mà Warren Buffett, là cái tỷ lệ danh mục đang đầu tư vào những cổ phiếu nào, ngành nào. Chút xíu chúng tôi sẽ để lại ở dưới cái link này cho anh chị và các bạn tham khảo. Hoặc nếu như chưa nhìn thấy link thì anh chị có thể để lại địa chỉ mail để chúng tôi có thể mail cho anh chị em và các bạn cái địa chỉ link, hoặc là cái hình ảnh chụp về cái giá trị danh mục với tỷ lệ danh mục của cái doanh nghiệp này, anh chị tham khảo. Để nói tiếp cái câu chuyện là ông Buffett, ông mua, ông kỳ vọng cái gì, và thực sự là ông đã mua full tiền chưa. Thì thưa với anh chị em và các bạn là có giải ngân vào cổ phiếu này, và năm 2018 cũng là một trong những năm lần thứ hai kể từ sau khủng hoảng, thì cái công ty, cái quỹ đầu tư của tỷ phú người Mỹ này thì bị âm, bị lỗ. Và một điều đáng quan tâm nữa đó là thực sự là người này chưa giải ngân hoàn toàn những cái gì trong danh mục. Ông này thì chắc là chưa bao giờ có chuyện gọi là vay nợ margin, hoặc là sử dụng vốn vay, bởi vì ông cũng khá nhiều vốn. Nhưng mà ông còn hơn 100 tỷ để gọi là phòng ngừa khủng hoảng, hoặc là phòng ngừa những cái rủi ro thị trường. Thực sự là tiền mặt của ông còn hơn 100 tỷ đô la Mỹ nữa. Nên là anh chị em và các bạn yên tâm là ông này ông đầu tư có chiến lược rõ ràng. Thậm chí nếu như mà Apple mà giảm thêm thì ông hoàn toàn có thể mua cân bằng giá. Còn trong điều kiện nếu như anh chị bảo là bây giờ có một cái cổ phiếu nào đó theo cái đánh giá chủ quan của anh chị là nó đã rất là rẻ rồi, tức là theo ý của anh chị là nó cũng là đây là thời điểm gọi là vàng để có thể là đầu tư, để có thể mua với những cái cổ phiếu rẻ. Nó là cái rẻ theo đánh giá của anh chị, cái rẻ đó có được xã hội đánh giá hay không, có được cộng đồng đầu tư đánh giá hay không, thì đó lại là câu chuyện khác, nên thể hiện vào trong cái tương lai sắp tới của giá cổ phiếu cũng như của các doanh nghiệp. Và anh chị bảo là kinh tế vẫn còn đang tốt và nhiều thứ vấn đề, nên chung anh chị lập luận theo hướng là theo ý chủ quan của mình. Thực tế thì ngay cả em có một số cái bình luận trên cái kênh của chúng tôi là bảo là nếu như khủng hoảng không xảy ra thì bỏ nghề đi nhá. Thực sự là anh chị và các bạn rất là mơ hồ. Cái việc dự báo và giữa cái việc thực tế nó diễn ra nó sẽ khác, có thể sẽ khác, đôi khi nó sẽ khác xa rất là nhiều. Nhưng không phải vì thế mà chúng ta không dự báo. Một người làm trong cái công tác gọi là công tác dự báo, đặc biệt là những ngành nghề ví dụ như báo thời tiết, dự báo thì tài chính, rồi hay là ví dụ dự báo cái bệnh tật của bệnh nhân, ngành bác sĩ, chuyện dự báo để phòng ngừa rủi ro là chuyện nên làm. Còn cái chuyện biết được dự báo rồi thì chúng ta theo dõi nó, rồi chúng ta căn chỉnh nó và thay đổi các cái dự báo cho nó phù hợp với tình hình thực tế, thì đó là điều chúng ta cũng phải tiếp tục phải làm. Chứ không thể câu chuyện là chúng ta dự báo ý áp đặt thị trường đi theo cái dự báo của mình và nói rằng là nếu như dự báo nó không đúng thì bỏ nghề đi. Chuyện đó là chuyện gọi là nói chuyện không có
hợp lý, và chúng ta nên hiểu rằng là không có cái nghề nào đơn giản, mà không có nghề nào mà không phải bỏ công sức, thời gian cũng như là tiền bạc, đổ mồ hôi nước mắt vào để có thể kiếm được lợi nhuận. Chỉ có nghề đánh bạc và nghề chơi xổ số là không cần phải đổ công sức, thời gian, chứ còn không có cái nghề nào mà dễ dàng hết. Vì vậy nên chúng ta phải nên nhớ rằng là cái việc dự báo là việc phải nên làm, và cái tính chất gọi là của cái việc dự báo là chúng ta không quá máy móc áp đặt vào cái dự báo. Chúng ta lấy cái nền tảng dự báo để có thể gọi là suy đoán được tương lai. Và nếu như cái tương lai nó gọi là nó các kết quả của tương lai nó trả về nó không khớp với những gì chúng ta dự báo, chúng ta cũng phải cần phải lấy đó để thấy được cái sự gọi là sai lệch và thay đổi cho nó phù hợp, cộng với việc của chúng ta đưa ra những cái quyết định, những cái phản ứng đầu tư cho nó phù hợp. Thì gọi là nói linh tinh lanh quanh, nhưng mà chúng tôi cũng muốn chia sẻ đi chủ chốt đến vấn đề là anh chị đánh giá rẻ hay đắt, đây là thời điểm đã được hợp lý chưa, thì chúng ta còn cần phải trả lời rất nhiều những câu hỏi, và đặc biệt là chúng ta phải dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu thật kỹ cái ngành nghề, cái doanh nghiệp anh chị đang làm, và có thể gọi là cảm tính hoặc là chủ quan đưa ra được một cái nhận định về cái giá của doanh nghiệp của hiện tại, hoặc là ví dụ như là giá cổ phiếu của doanh nghiệp hiện tại là đã rẻ, thì liệu là phải trả lời được những câu hỏi là nó rẻ như thế nào, và tương lai thì dự báo nó sẽ tăng ra làm sao. Bên cạnh đó nữa thì cũng đừng quên là cái việc chúng ta dự báo theo cái cảm tính cá nhân thì cũng phải cần phải tham khảo thêm một số nguồn khác và những cái gọi là những người mà có chuyên môn trong lĩnh vực này, xem họ dự báo có giống như vậy không, để chúng ta tìm được cái sự đồng thuận chung của giới đầu tư. Bởi vì cái việc anh chị và các bạn nghĩ không có nghĩa là giới đầu tư họ cũng nghĩ như vậy, và phần lớn cổ phiếu không thể tăng giá hoặc là không thể gọi là đem lại cái lợi ích nếu như cái việc anh chị phát hiện ra chỉ là mỗi mình anh chị nghĩ vậy, còn người khác không nghĩ vậy, thì xu hướng sẽ không có và giá cổ phiếu hay là doanh nghiệp đó sẽ cũng rất khó, bởi vì cái đó là cái sự sai lệch mang tính chất cá nhân. Bởi vì nhiều người cùng nghĩ về một vấn đề thì cái tính chất gọi là bản chất đúng của nó sẽ cao hơn, đặc biệt là các tổ chức cùng nghĩ như anh chị em và các bạn. Đó là những điều mà chúng ta cần phải lưu ý khi đánh giá là đây là thời điểm vàng để mua và gọi là để tích lũy tài sản. Mà liệu chúng ta đánh giá có đúng hay không về cái chuyện là cái tài sản hiện tại đang rẻ hay là đang đắt, là rẻ đắt vì cái gì, mua và kỳ vọng cái gì. Chúng tôi nhắc đi nhắc lại nhiều lần cái câu chuyện này là bởi vì muốn nhắc anh chị và các bạn cái câu chuyện đó là phải hiểu rõ, phải nắm rõ và phải làm rõ những vấn đề mà mình đang tính toán, và đặc biệt là đừng có máy móc theo cái hướng là áp đặt những gì mình nghĩ là thị trường nó sẽ là như vậy. Xin chào, hẹn gặp lại. Để ủng hộ nhóm của chúng tôi thì đừng quên là ấn like, chia sẻ video và đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những video mới hữu ích mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị em và bạn.